làm được Bây giờ những cái mình hàng ở hay trên quá YouTube, bây giờ mình chỉ có bây giờ xã hội của mình là tràn ngập media tất cả khắp mọi nơi, từ Facebook cho đến YouTube cho đến Instagram, tất cả mọi người đều có thể sản xuất được content. Bây giờ mình có từng đấy thời gian mỗi ngày, từng đấy tiếng đồng hồ, bây giờ mình có lựa chọn, một là mình ngồi tiêu thụ content, và mình tiêu thụ content thì mình một là thành fan, hai là thành anti fan đi chửi, nó chả mang lại cái gì cho mình cả. Còn hai mình chọn là mình trở thành nhà sáng tạo content để mình chi phí cơ hội, mà thời gian đấy thay vì mình ngồi mình tiêu thụ thì mình sản xuất ra để mình ra tiền, mình cũng vui nữa, cái quá trình mình sáng tạo rất là vui chứ bộ, mình làm Việt Nam mình là cái dân mà là đốt cái thời gian vào cái mạng social là nhiều nhất đấy. thì thế rất là mất thời gian đúng không, thay vì thời gian đó mà cũng thời Nhậu gian đó mình cũng nhậu đốt vào mạng xã nhậu hội, nhẹt nhưng mình sản đấy. xuất content thì lại ra tiền, mà lại còn vui hơn là ngồi tiêu thụ nó. Có cái anh chàng nghệ sĩ này hát, mình muốn nói thêm một chút về cái gọi là cái thời đại mới của chúng ta, cái gọi là cái thời đại của nền kinh tế của sự thừa thãi. Thì ví dụ như một một chàng nghệ sĩ như thế này chẳng hạn, trước đây các bạn thử tưởng tượng ở trong trường nhạc viện Hà Nội đi, hay là nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, một năm thanh nhạc nhận vào được bao nhiêu người giỏi về đàn, giỏi về hát, 100 người đi chẳng hạn, đúng không? Trong khi có bao nhiêu người là yêu ca nhạc, yêu ca hát và gọi là có khả năng ca hát chỉ nhỉnh hơn nhau một chút xíu thôi, đúng không? Chỉ có top 100 người giỏi nhất có thể đi được vào nhạc viện. Xong rồi trong số đó 100 người đó chỉ có 10 người ra trường có thể kiếm được tiền, gọi là cuộc sống trang trải đủ cho cuộc sống. Nhưng mà bây giờ những người bình thường như thế này, nếu mà mình hoàn toàn có cơ hội với những cái nền tảng mới. Các bạn có thể để ý ở trên cái biển ở trước trước cái đàn này, anh kia anh để follow Instagram account này nọ các kiểu, anh ta hoàn toàn có thể ra những chỗ đông người như này, khách du lịch để biểu diễn, vừa kiếm được thêm tiền trang trải hàng ngày, một ngoài ra cũng có thể trong quá trình đó xây dựng một cái account Instagram. Ví dụ bây giờ một account Instagram mà 100.000 người theo dõi là cũng có thể in ra được khá là nhiều tiền rồi. Một account YouTube 100.000 người theo dõi cũng có thể in ra được khá nhiều tiền, theo đuổi được cái đam mê của mình, làm ra được một số tiền tương đối. Vậy chúng ta nên tìm hiểu về những cái platform mới mẻ hiện đại này. Đây là cơ hội cho chúng ta, những gọi là những ngôi sao bình dân, đúng không? Tiến tới. Từ đó sau khi mình có thể thứ nhất là vừa trang trải được cuộc sống, vừa kiếm được tiền, sau đó mình có những cái cơ hội tiếp xúc với những cái sân khấu lớn hơn và tỏa sáng lớn hơn. Mình phải tự chọn chính mình, không đợi người khác chọn mình nữa, giống như những ngày xưa nữa. Chào 500 anh em Việt YouTubers, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan, support của BBTV, network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Mình có tương lai, mình có ấy không nhỉ? Mình có nghĩ để chuyện cho nó lên hình giống như các bạn này không nhỉ? Có. Nó cũng thích lên hình mà, nhưng mà với lại nó bây giờ các bạn nó còn nhỏ tuổi quá ấy. Đấy thì mình ở tương lai thì có thể là 1-2 năm nữa nó làm được thì nó thích cho nó lên. Ok.
Rồi, cứ để nó làm, cứ để từ 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 rồi mọi chuyện Từ nó sẽ xảy đến à. từ. Cái ở trong cái phần mô tả này mình cho thêm cái từ khóa chính này vào nữa nha. Long ơi. À Mini one block ad cho vào đây nữa nhé. vâng. Kéo thêm vào đây nữa. Vâng. Tại vì là cái thứ tự đọc dữ liệu của thuật toán là tiêu đề này, sau đến mô tả này, sau đến thẻ tác này. Vâng. Quên tiêu đề, xong đến hình đại diện nhé, xong đến mô tả, xong đến thẻ tác, nó đọc để nó đoán xem là cái này là chủ đề gì. Mặc dù Vâng là vâng. với cái dữ liệu này 8-9 ngàn người này thì nó cũng có dữ liệu khá là tương đối về kênh của mình rồi đấy, nhưng mà nó vẫn phải thử liên tục. Vâng. Tại vì nó không thể biết được, thứ nhất là đã nhiều năm rồi là nó thường xuyên bị lừa, thuật toán thường xuyên bị lừa cái trò mà cứ gọi là gì ta, dẫn dụ nhấp chuột đấy, đưa vào những từ không liên quan mà Hot với lại thumbnail. keyword với thumbnail hot, cho nên là thuật toán nó bị lừa nhiều rồi, cho nên nó không tin tưởng mình lắm, cho nên nó phải kết Vâng. hợp nhiều tín hiệu là một, với thứ Vâng. hai nữa là nó đo lường hành vi của khán giả để nó tự động Vâng. nó đề xuất theo ý của nó cơ. Vâng. Đấy, cho nên là mình muốn mà nó đề xuất đúng vào cái nhóm chủ đề là mini world này, tiêu đề này, mô tả này, thẻ tác đều phải có chữ đấy. Thẻ tác đâu rồi, chưa nhìn thấy cái thẻ tác mà. À, tại mình chưa bật VidIQ lên. IQ có nghĩa là cái thẻ tab hình như trước em đặt mặc định những video tải lên cho nó là cái từ khóa này lúc nào cũng nằm trên đầu rồi. À, thế thì ngon. À đấy, gì cái một channel tab này gì? Đấy, anh xem cái gì cần phải tối ưu lại thì Không có từ mini world đứng riêng. À có. Đây. Từ mini world đứng riêng đây. Từ khóa này là từ đấy, không được để. Ở đây có chữ cả chữ Minecraft à. Cái này xem lại nhé. Tức là nếu mà mình vẫn giữ ý cái ý định là đưa Minecraft vào game thì giữ lại nhé. Còn nếu mà không thì bỏ dần bớt ra đi. và Sinh tồn có đúng chủ đề không ta? Sinh tồn của Minecraft à? sinh tồn mini mua cũng có sinh tồn. Ừ. Tại vì sợ thuật toán nó sẽ đề xuất sang cái hướng mấy cái chủ đề sinh tồn mà bọn nó hay làm ấy. Sinh tồn Và survival skill này nó ấy, cái đấy nó bị lạc chủ đề, được. nó tỷ lệ giữ chân người xem thấp thì chết đấy, thì làm kênh của mình bị ị ạch đấy, hiểu không? Tại À, vì nó thuật lại thế toán nữa. ừ, đúng rồi. Bây giờ ví dụ như nha, Đúng rồi, đúng mỗi một rồi. video ấy là thuật toán nó sẽ dự kiến cho mình bao nhiêu, 100 ngàn hay là 1 triệu lần lượt hiển thị gì đấy, mà trong số tất cả các dữ liệu mình đưa cho nó cộng với dữ liệu của khán giả thì nó phải thử thôi, Và nó em phải hiểu thử rồi. lần lượt, nó Có phải nghĩa thử là cái vào, tỷ lệ kích nó thấp đúng không? đúng rồi, nó phải thử vào chủ đề mini world này, nó phải thử vào cách xây này, xây nhà xây nhiếc gì nó cũng có một ít nó thử vào, tại vì máy mà nó đâu có đọc được như mình đâu, nó phải đọc theo mấy cái chữ này thôi thì nó sẽ chia ra. Giống như cái ví dụ tiếp cận người xem này nhá, bình thường nó có thể lên đến khoảng cỡ mấy chục ngàn lượt tiếp cận nha, mà cái kênh này, cái kênh của Nam này này thì sẽ nhiều hơn nhiều, nó sẽ về mấy trăm ngàn lượt tiếp cận mỗi một video cơ nha. Thì nó Và sẽ chia ra là ví dụ như mini world tôi chia 100 ngàn lượt tiếp cận, tôi chia cho mini world là ví dụ 50 ngàn lượt hiển thị chẳng hạn, vâng. rồi block ad chia cho một ít, rồi cách xây viện nghiên cứu này nó cũng chia ra vài ngàn lượt hiển thị, thử nó thử mà, đúng Và không? Rồi sinh tồn nó cũng phải chia ra một ít, mà có dữ liệu ở đây Và nó cũng phải chia cho một ít, rồi mà tính tỷ lệ nhấp chuột trung bình rồi các kiểu, nó xem là cái hướng nào, hướng đề xuất nào là đúng, đúng vào không? Đấy, tại vì mỗi lần một khán giả đang xem video bên trái này thì video đề xuất ở bên phải này nó đâu phải là mỗi một mình là đúng chủ đề này, đây này đấy, có vẻ như là vào đúng chủ đề này thì hiển thị này. Cái này chơi chơi game trong hồ bơi cũng không đúng lắm mà vẫn hiển thị này, thấy vào chưa? Rồi nó đoán này, cái này chắc là trẻ con đang xem cho nên là nó hiển thị cái clip bài hát trẻ con này. Đấy, cái cách hiển thị của thuật toán nó là như thế, nó hiển thị tất cả các tín hiệu mình đưa cho nó, cho nên là cái nào mà không đúng thì mình hạn chế bỏ nó ra ngoài. Đúng rồi, đúng rồi.
Cho nên là cái thể tác này chắc là cũng toàn mình tự nghĩ ra đâu. Nhìn cái này là nhìn đoán chắc mình tự nghĩ ra thôi. Đầu tiên là channel tác này, những cái game Minecraft này, nếu mà vẫn chơi mà vẫn đưa vào Minecraft giống như từ đầu mình tính ấy, thì sửa cái tác này lại cho đúng chính tả nhé. Còn nếu không thì bỏ nó ra, bỏ dần dần ra, mỗi một video mình bỏ một cái ra để xem, sợ mình bỏ nhiều quá nó bị index lại toàn bộ kênh thì nó hơi hơi phiền. Có nhiều nhiều kênh nó bị như thế đấy, nhưng mà mình cứ bỏ dần dần từng cái một thôi. Năm minh Nó tivi thì giữ lại nha, cái này là thương hiệu của kênh thì index. giữ lại này, hướng dẫn xây nhà hiện đại cái này chắc cân nhắc bỏ ra này, tại vì sợ nó đề xuất sang mấy cái clip của bọn thợ xây. Tức là như này, ví dụ nhá, có một khán giả của Nam, nó hay xem video của Nam nhá, nó dùng iPad của bố mẹ nó xem video của Nam nhá, sáng buổi sáng nó xem, xong buổi tối bố mẹ nó dùng cái iPad đấy đang xem về một ví dụ đang cần mua nhà chẳng hạn, đang xem về một đề tài gì đó mua nhà chẳng hạn, mà thuật toán nó thấy là ừ cái thiết bị này này sáng nay vừa xem cái kênh của Nam này, bây giờ đang xem về mua nhà này, mà kênh của Nam cũng có một đoạn gì có một tín hiệu gì đó liên quan đến xây nhà đúng không, mà bên này thiết bị này đang xem về nhà cửa chắc là có liên quan, tôi sẽ đề xuất thử bên cạnh, thì nó sẽ xuất hiện bên cạnh này để thử, nhưng mà chắc chắn là bố mẹ lúc đấy thì đâu có click vào xem, là mình mất một lượt hiển thị mà tỷ lệ nhấp chuột là giảm xuống đúng không, tỷ lệ nhấp chuột này này đó. Đó là tầm quan trọng của mỗi cái chữ mà mình đưa vào ở trong tiêu đề mô tả và thẻ tag đấy, cho nên là bọn nó thường là bọn nó sẽ lặp lại cái tiêu đề này vào trong miêu tả này nữa này, là cái thứ hai. Cái này bây giờ mà sửa lại hết một cái hệ thống video này, liệu nó có index lại được kịp không nhỉ? Nó có index lại được không? Lặp lại tiêu đề vào trong mô tả nhá, nếu mà lặp lại thì không cần, tại vì các bạn Việt Nam mình thấy này, hơi máy móc, là lặp lại toàn bộ tiêu đề này vào trong mô tả này, nhưng mà thực ra như thế không cần thiết, mình chỉ cần lặp lại những từ khóa quan trọng nhất này thôi. Đó, thử nhá, thử để bạn và tâm blog mà. Tâm blog này là Bà này làm gì bà lên nhanh ấy nhỉ, đã 1,5 triệu sắp rồi. Bà này đây hot này, nhìn có lý do của nó nhé, cái kênh này làm tối ưu hóa rất giỏi à, mấy cái mà đánh vào từ khóa siêu cay khổng lồ, đánh một từ khóa siêu cay khổng lồ. khổng lồ này đấy nha, sắp xếp đây là phổ biến nhất đó, khổng lồ này, siêu cay khổng lồ này, siêu cay khổng lồ này, làm nồi lẩu siêu cay khổng lồ này, siêu cay khổng lồ này, thấy chưa, người ta cố tình chứ không phải là vô tình đâu. Cố tình Đó, ví dụ như của mình là phải đánh đánh chết cái từ khóa mini world này, à hiểu không, người ta cố tình đánh một từ khóa duy nhất để tất cả mọi cái cố gắng kéo tất cả các lượt hiển thị của thuật toán vào chung một từ khóa mà. Tất nhiên làm như này thì dễ bị rơi vào cái tình trạng là gọi là spam, hiểu không. Nó cũng là không biết Long đã xem cái clip mình phân tích về 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 bà Tân Vlog này chưa, cái clip lúc nãy này, clip này này vâng, em xem rồi. ở đấy, nó cũng rất dễ bị rơi vào spam, nói chung là phải cẩn thận. Thật tội nó cũng vậy, phong trường hợp đấy. Nhưng mà bà này là chắc là hot nhất Việt Nam mình từ trước đến nay, chưa có ai làm được như bà này đâu ấy, đúng không? À đúng rồi, ừ, tự nhiên thì lâu lâu lại có một hiện tượng như này. Đấy, thấy chưa này, tiêu đề này, mô tả lặp lại này. Không phải tự nhiên mà nó lên đâu, tất nhiên là đầu tiên là có lực kéo của Hưng Vlog kia, nhưng mà Lực tại tại vì kéo Hưng nó cũng kinh nghiệm bao nhiêu năm nay rồi, là kéo được kênh nó lên tận hơn 1 triệu sắp rồi, thì nó biết mà, nó biết những cái gì làm lâu rồi, nó biết những cái gì có hiệu quả mà, cho nên là các cháu ơi, cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng rồi như chưa bao. Không, nhưng mà cái xu hướng các bà các ông ở Việt Nam mình làm vlog như này cũng hay chứ. Được chứ, nói chung là nhiều người cứ chửi, nhưng mà chửi làm gì, mày ngồi mà lo mà làm như người ta mất thời gian chửi làm gì. Chửi những cái thành phần gọi là còn trẻ thôi, chứ còn bây giờ làm bây được giờ như mình này ở hay trên quá YouTube, bây giờ mình chỉ có bây giờ xã hội của mình là tràn ngập media
tất cả khắp mọi nơi, từ Facebook cho đến YouTube cho đến Instagram, tất cả mọi người đều có thể sản xuất được content. Bây giờ mình có từng đấy thời gian mỗi ngày, từng đấy tiếng đồng hồ, bây giờ mình có lựa chọn, một là mình ngồi tiêu thụ content, và mình tiêu thụ content thì mình một là thành fan, hai là thành anti fan đi chửi, nó chả mang lại cái gì cho mình cả. Còn hai mình chọn là mình trở thành nhà sáng tạo content để mình chi phí cơ hội mà. Thời gian đấy thay vì mình ngồi mình tiêu thụ thì mình sản xuất ra để mình ra tiền. Mình cũng vui nữa. Cái quá trình mình sáng tạo rất là vui chứ bộ. Mình làm Việt Nam mình là cái dân mà là đốt cái thời gian vào cái mạng social là nhiều nhất ấy. Thì thế, rất là mất thời gian đúng không? Thay vì thời gian đó mà thời gian đó mình cũng đốt vào mạng xã hội, mình sản xuất content thì lại ra tiền. Mà lại còn vui hơn là ngồi tiêu thụ nó. Năm ông mà đi chơi với nhau thì mỗi ông một cái điện thoại, ông nào cũng phải vào ngồi một góc. Việt Nam mình bây giờ là thế. Ở bên này mà đám bạn mà đi chơi với nhau mà thằng nào cầm điện thoại mà cầm điện thoại lên cúi mặt vào điện thoại nó chụp hình lại về chắc nó phạt cả team, chắc bắt đền cho cả team, dẫn cả team đi ăn tiếp lần nữa. Cán tội mà cầm điện thoại. Cầm điện thoại còn nói chuyện với ai được nữa. Đấy nhá, mini world nào, xem nào, đấy nhá, xem lại về cái từ khóa nhá. Mini world này đấy, mini world blog app ai Indila, có nghĩa là mini world riêng của Ấn Độ à? Không biết, Indila chứ không phải đi India đâu nha. Xem đúng rồi, đây là đây là cái cách vấn đề, một vấn đề lớn nữa này là mình nghiên cứu từ khóa ở trong cái ô tìm kiếm của YouTube này để mình biết xu hướng tìm kiếm của khán giả. Từ khóa gợi ý đây đúng không? Từ khóa gợi ý để gợi ý chủ đề cho mình làm này. Bây giờ mình mới đánh chủ yếu là mini world blog art thôi, mình có thể đánh những cái đề tài này khác, mini world sinh tồn, nhưng mà đánh là phải đánh từ khóa dài nhá, chứ đừng có đánh riêng như này. Đừng có đánh chữ sinh tồn riêng như này là bị lạc chủ đề này. Phải đánh cả từ này, mini world sinh tồn này. Phải đưa nguyên cả cái này vào trong thai đây đúng không? Hả? Từ khóa long thai đúng không? Cái này chắc là con nó khác làm cái từ khóa này là trước cài lâu rồi, cái mặc định của cái... Kể cả cái video tag này cũng thế hả? Cái video tag này con nó khác làm, chắc là nó dùng cái vid IQ với lại cái to be buddy ấy. Không, nhìn cái này là thấy không phải rồi. Nhìn cái kiểu mà đưa nguyên cả cái tiêu đề này vào là thấy không đúng rồi đó. Tại vì nó sẽ không bị sai chính tả giống như này. Không phải long tail mà quá dài mà không mục đích như này. Cái này là long tail này quá dài không mục đích này. Mini world cách xây dựng viện nghiên cứu sáng tạo cho hacker. Cái này là không mục đích này. Cách xây nhà hiện đại trong mini world, cái này thì có thể. Vâng. Mình sẽ dùng những cái này để đưa vào đây. Đưa cái chỗ này. Đưa vào từ ý tưởng cho đến là đưa vào làm thẻ tác luôn. À, có nghĩa là cái từ gợi ý mình, ví dụ mình làm cái chủ đề gì về cái game đấy, xong rồi là bắt đầu mình lấy cái từ khóa gợi ý của chính mini world đưa vào thẻ tác. Chứ còn gì nữa. Tại vì đây là cái lưu lượng lớn nhất của khán giả tìm kiếm nằm ở đây mà. Thì thuật toán nó phải khi nào phải nó phải match kết quả, nó phải nhưng match mà, từ khóa thì nó mới hiển thị trong lúc người ta tìm kiếm chứ. Nhưng mà sợ có sợ là nó ấy không anh, có sợ là ví dụ là cái từ thẻ tác của mình nó lệch với cái sai với cái chủ đề của mình. Đương nhiên cái nào mà đúng chủ đề thì mình phải bỏ ra chứ không lấy chứ. Ví dụ như cặp Edmonton này thì không lấy này, xóa đi này. Vâng. Xóa đi, những cái nào mà không đúng chủ đề của video thì không lấy, mình chọn những cái nào đúng chủ đề thôi. Nha, thì có thể là nó sẽ lên như thế này, ví dụ như cái này nha. Cách xây viện nghiên cứu, cái này là mini world block art, xây nhà mini world block art nha. Và mình sẽ phải search để mini world block art luôn. Đấy, nó sẽ hiện ra, bắt đầu mình sẽ lấy từ đây này. Vừa lấy được ý tưởng này, vừa lấy được từ khóa này. Và đấy, từ khóa này, từ khóa của khán giả đang tìm này. Cái khóa của mình nó có đúng đâu, thấy không? Cách xây nhà hiện đại trong mini world mà khán giả tìm kiếm là mini world block art xây nhà hiện đại. Hoặc ngược lại này. Sai hết rồi đúng không?
Thì đó, đó là tất nhiên là thuật toán nó vẫn lấy được một ít tín hiệu của mình để nó đề xuất, nhưng mà cái tốc độ phát triển của kênh nó y ạch. Vâng. Thế là bây giờ mình phải sửa tối ưu lại hết những các cái video. Đúng rồi, mình có thời gian thì Vâng. mình tối ưu lại hết những cái video trước, còn nếu không thì nếu mà lười thì thôi mình biết thế để mình làm từ nay về sau thôi. Vâng. Những cái game nó dạng về như chủ đề bóng đá cái thứ, bây giờ mình còn bật được kiếm tiền nhỉ, thấy cháu nó cũng làm. Chơi bóng đá hả? Bóng đá khó Ừ đấy, lắm, tôi chẳng. bóng đá phải làm thật, đá thì phải làm thật khéo, À đấy hả? mà chúng ta phải làm theo kiểu là đợt trước mình làm một cái clip nói về sử dụng nội dung của người khác này này, Bên thứ ba đấy nhỉ, cái này Long xem chưa? cái này hình như là em cũng xem rồi. Đấy nhá, nếu muốn làm bóng đá thì xem cái này, cách làm sao cho nó khỏi bị vi phạm bản quyền. Ơ không, cái bóng đá, cái game bóng đá kia nó có bắt bản quyền đâu, Game bóng đá là bắt game gì ta? game PlayStation với lại FIFA. Không, không thì cứ vừa chơi vừa vừa bình luận như này là được á. À Cái này giống như này, cái này này, cái này phải tăng cái tiếng của đang quên nhắc, cái này tăng tiếng của Nam lên nữa, tiếng của nó hơi bé. à tiếng nó Cái hơi quan trọng nhỏ. là phải có sự xuất hiện của nhà sáng tạo, tại vì game ấy là cũng là sáng tạo của người khác không phải của mình, cũng là nội dung bên thứ ba, cho nên là mình phải Vâng. đẩy cái phần góp giá trị của mình lên càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là nên Vâng. có mặt của mình xuất hiện ở trong hình, còn nếu Vâng. không thì nếu mà chưa có điều kiện xuất hiện ấy thì phải là tiếng của nhà sáng tạo, là cái góp phần giá trị của mình, mà cái tiếng đấy nên đẩy ấy. Tiếng này mình thấy còn hơi hơi bé hay sao? Tùy cũng được, tùy các Là bạn hay nha. Thì là mình hay sẽ thử nghĩ đấy. là cái màu cuốn cát cứng trắng. So với nhà để cho không ai nói được gì mình cả, kiểu thế. Cái bóng đá thì thôi không khác gì hết, Rồi. nhưng mà quan trọng là cứ có sự xuất hiện của nhà sáng tạo thôi mới bật được kiếm tiền, chứ còn nếu không mà chỉ chơi đơn thuần là không, bây giờ không bật được kiếm tiền nữa đâu. À thế ạ, vâng. Thấy hôm vừa rồi thấy hai nét gửi thư cho Nam ấy, bảo là vào nét. Mấy nét Việt Được Nam thì hình như không có yêu cầu về về mấy nét Việt Nam thì không có yêu cầu về số lượng view hay sao, chỉ cần bật kiếm tiền là vào được hay sao, đúng không? chắc thế. Thấy hôm Nam cho xem thì thấy thấy nó mời vào, bảo là kênh của Lam là đủ điều kiện vào, Đấy, nhưng nhưng mà mà em không BBTV cho. thì chưa đủ điều kiện. Và thì đấy em không cho, bởi vì nếu mà muốn Nam nó muốn làm lâu dài, kệ nó thích nó cứ làm thì kệ, để cho nó làm thì nó làm lâu dài thì lúc nào đủ điều kiện cũng được. Nhưng mà bảo mật hai lớp chưa? À kênh bảo mật hai lớp rồi. Bảo mật hai lớp rồi, cứ ngồi GA không sợ gì hết. Nên Vâng. có cái gì nghi ngờ về chính sách hay là cái gì mà cảm thấy làm nó có vi phạm, có bị tắt kiểm kiến hay không thì cứ nhắn tin cho mình là Vâng ok, vâng. không sao đâu. Vâng. Đấy. Thế tốt quá có anh hỗ trợ. Nó thích thì cứ để nó làm thôi, nó bảo Tại vì con cái nó nhìn cái bảo. kênh này nó rất là có tiềm năng, cái kênh này ha, trong mục tiêu trong năm nay sẽ hơi cũng phải 100.000 sắp, có khi đầu Vâng. năm sau phải mục tiêu phải lên đến 100.000 sắp rồi, đến cái trình độ gọi là gọi là gì ta, khoảng là cấp rồi. Và cái này thì có khi là mai em rảnh rảnh, lúc nào em rảnh em phải tối ưu hóa lại hết cho nó như anh nói. Bởi vì là cái kênh này lâu lâu em vào em kiểm tra nó thì thấy là cái fan nó rất chi là cuồng 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 thằng Nam này. Nhưng mà cái như kiểu là cái nó không được đề xuất ấy. À, tức là Thế cái nên sự phát là nó triển, thấy cái sự rất phát chậm. triển cái lượng fan mới đồ nó ì ạch, nó chậm đúng không? Nó chậm. Đấy. Nhưng mà khi fan mà biết nó thì lại là rất là hâm mộ nó, rất thích nó. Tại vì nó không giới thiệu được đến những đối tượng bên ngoài nhiều, nó chỉ đi loanh quanh trong cái lượng khán giả của nó thôi. Tất nhiên là cứ Vâng. như này xong rồi cứ tà tà nó làm bền bỉ thì nó vẫn lên, nhưng mà nó ì ạch thôi. Vâng. Nó ì ạch thôi, với lại là cái lượng view của nó không ổn định nữa,
Công việc không ổn định nữa này, có cái 2-3 ngàn này, có cái tụt xuống này, cái lên cái xuống này. Vâng. Nhưng mà bao nhiêu ngày thì đã một video vậy? Đâu nó xem nào. Một ngày trước. Cháu nó hình như là một ngày, bây giờ nó nghỉ hè nó ngày 2 cái, thường là một ngày một cái. Cái ngày nào nó cũng làm. Vâng. Nó có bị mệt quá không? Nó có bị quá sức làm quá nhiều không? Hay nó đam mê nó thích? Không, nó không không mệt mỏi. Bọn này thì bây giờ nó biết mệt mỏi. Ok. Chữ không, bé nó này, nó làm cũng nhanh. À chữ nhỏ quá. Ừ. Chữ bé này anh có nhìn thấy đâu. Mình màn hình của mình bên này là còn đọc cũng được rồi. À. Yeah. Máy của thằng Nam nó làm mà màn nó cũng to mà. Thì biết rồi, nhưng mà bảo nó cho chữ ít chữ lại, cho chữ to ra. À, ít chữ lại to ra. Ví dụ người ta đang xem bên này, xong rồi đề xuất bên này chẳng hạn, nó có tận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái đề xuất mà khán giả người ta chỉ nhìn liếc qua cái, người ta thấy đúng cái của người ta là người ta click vào, đâu có đọc đến cả 10 món đặc sản cái tranh cãi nhất thì giới đâu đọc được hết đâu. Click vào nhìn cái hình một phát, nhìn cái chữ gì thật to đây là người ta click vào hay không là quyết định luôn. Như vâng, thấy chưa, nhìn này, nhìn cái ông này cũng thầy dạy YouTube này, mấy ông nước ngoài thiết kế rất là đẹp này. Một chữ hai chữ thôi, không nhiều chữ đâu. Vâng, nhưng mà tiếng Việt mình không, đừng nói thế, Việt tiếng Tây chả khác như nhau vậy, ví dụ xây sinh tồn phong cách châu Âu. Cách xây nhà sinh tồn phong cách châu Âu. Dạ. Bỏ chữ xây được này, chữ xây này là thừa này. À. Chữ sinh tồn thôi, rồi phong cách châu Âu thì thành hai dòng chẳng hạn. Là ghi to lên. Còn cái này chẳng hạn, cái này đánh từ khóa phong cách TV thì để phong cách TV to vào. Phong cách TV chắc là một kênh chắc cũng lớn đúng không? Kênh lớn, phong vận TV thấy nó thằng nhóc này là nó làm đội nó hơn tuổi Nam là đội đấy làm nó thành công đấy. Phong vận TV này, Mr. Vịt này, không phải chỉ mỗi mini world này đâu nha. Mini world này là cái từ khóa này là quá rộng so với chủ đề của nó nha. Mà mini world xong rồi ở trong từng chủ đề video của nó, ví dụ mini world sẽ xây dàn PC à, xây máy tính à, hay gì? Xây PC à. Đấy, video máy tính. Đấy, chế tạo máy tính này, mini world chế tạo máy tính này. Cái mà, mấy cái mà nó làm xây dàn PC đây này. Cái từ khóa của khán giả tìm kiếm nó là khác mà. Hiểu không? À, cái công cụ này là xúc hét gợi ý của mini world này là những cái khán giả tìm kiếm nhiều là nó gợi ý lên đây hết ạ? À? Đúng rồi. Vâng. Đúng rồi, đây là lý do tại sao mà khi khán giả tìm kiếm video của mình không hiển thị được cho những khán giả mới này, những cái người lạ mà đang tìm kiếm đề tài này không hiển thị được, đâu có mắt từ khóa đâu. Vâng. À, phải mình phải đặt mắt nó luôn. Ừ, đặt chính xác những cái từ mà người ta tìm kiếm thế này. Vâng. Vâng, vâng. Chưa? Nên rồi, thế được rồi, mai em sẽ bảo cháu để nó tối ưu lại. Với lại là nhiều khi là trao đổi với nó để nó biết cái chuyện này, để nhiều khi là mình nghiên cứu từ khóa trước khi mình làm chủ đề này. Ví dụ mình có ý tưởng lúc đầu là làm cái máy tính của Mr. Vịt Vịt này nhá. Thì mình nghiên cứu từ khóa trước, thì khi mình nghiên cứu từ khóa thì mình sẽ có những cái hướng đi khác cho cái video của mình, chứ không theo ý định của mình ban đầu. Tại vì nếu mình làm video xong rồi mình mới dùng, mới tìm hiểu để mình tối ưu hóa, nó bị ngược. À vâng. Nó bị ngược, nó là giống như kiểu là trò chơi của trẻ con mà ráp gỗ tròn vuông là ráp vào cái lỗ. Gỗ của mình hình vuông rồi, bây giờ mình phải ngồi đẽo lại cho tròn để mình ráp. Thay vì như thế thì mình xem trước cái lỗ là tròn hay vuông, nên là mình đẽo sẵn từ đầu đi, nó là tròn vuông về đút phát bừa luôn. Vâng. Hiểu ý mình nói không? Vâng, em hiểu. Mai em bảo cháu. Ừ. Mà em bây giờ nếu mà mình chỉnh sửa lại video nó thì không biết là nó index lại có nhanh không? Nói chung là khoảng 5 ngày, mới trong vòng khoảng 5 ngày trở lại thì đừng có sửa đến nó, cứ để nguyên nhá. Vâng. Còn những cái mà trước đó thì mình có thể thử sửa.
Vâng. Trước 5 ngày trở về trước này, 1 tuần trước thử sửa đi. Nhưng mà quan trọng hơn là những cái video từ nay trở về sau ấy. Vâng. Quan trọng hơn. Vâng. Ừ. Còn có thời gian thì cứ sửa thôi. Vâng. Chữ như này thì làm sao mà ai nhìn thấy gì? Cái hình thì thấy làm đẹp rồi này, hình làm ok này, khá đẹp, ok, sáng sủa. Vâng. Đơn giản mà dễ hiểu, dễ hiểu. Còn con ít chắc là nhìn phát là nó hiểu có cái chuyện gì. Nhưng mà chữ thì nó hơi bị nhiều. Vâng. Cái avatar này nó mờ thế nhỉ? Xem có thời gian làm lại cái này này. Cái này có nên thay không? Thay đi, cái avatar này thay đi. Mờ quá. Vâng. Muốn ấy, muốn cho khán giả, tại vì có muôn vàn kênh chủ đề như này, bây giờ muốn cho khán giả gắn kết với kênh của mình thì cái thương hiệu của mình nó phải rõ ràng. Vâng. Thì người ta mới đăng ký. Vâng. Nó phải có tính cách, nó phải rõ ràng.